Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tiếp tục với series livestream 8 tuần đếm ngược trước kỳ thi GPT tháng 7 này với chữ Hán, từ vựng và ngữ pháp của trình độ N3. Hai. Mọi người đã sẵn sàng học bài ngày hôm nay chưa? Với khoảng 20 câu nhá, thì đầu tiên thầy Umeda Sensei sẽ cùng với các bạn giải quyết 10 câu đầu. Hãy về phần chữ Hán, từ vựng và ngữ pháp của N3. Hãy hajime taito omoimasu. Umeda san mo kanbatte kudasai ne. Hai, arigato gozaimasu. Hai. Các bạn muốn xem Nin Sensei chồng một tí nhá. Đầu tiên nửa đầu mình sẽ giải đáp cho các bạn. Hai. Bắt đầu nhá. Ok. Đây là bài đầu tiên của hôm nay. Rất ngắn, rất dễ luôn nhá. Hai. Iwa, iwa no ooi hum desu. Hai. Iwa no ooi hum desu. Hai. Chỗ này đọc như thế nào ạ? Umi gan, umi kishi, kai gan hay là kai kishi nhỉ? À. Mọi người đang học nửa ba thì chắc là dễ nhỉ. Đây. Từ này là iwa. Iwa là gì, Nin Sensei? Iwa. Iwa là đá. Đá, đúng rồi, bờ đá. Hai. Bờ đá desu. Hai. Oi là nhiều. Hai. Đây là hmm, mà có nhiều bờ đá. Hai. Minasan wakarimasu ka? Số nào là đúng nhỉ? Bạn Bảo Long chọn 3 bờ biển, mai cua 3, quý tộc 3. Mình không cần chờ nữa. Hiện tại đáp án đúng nhé. Là khai gan, đúng rồi, số 3. Mọi người học rất là giỏi luôn. Từ vựng này đọc là khai gan nhé. Hai. Chữ này, riêng chữ này đọc là kishi, là kun yomi, âm kun. Đó. Nhưng mà khi chữ này kết hợp với chữ khác, ví dụ là khai gan, giống như thế này thì cách đọc sẽ là gan nhé, gan. Ví dụ khác là mọi người có biết từ này không nhỉ? Tai gan. Tai gan có nghĩa là bờ biển đối diện. Ví dụ ở đây có sông, sông này, sông, kawa desu ne. Ví dụ tôi ở đây thì là bên kia đối diện, bên đối diện. Ở đây là gọi là tai gan nhé. Đó. Okay. Còn umi kishi, kai kishi, umi gan không có từ nào mà đọc như thế này là sai 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 nhá. Hai. Mina san wakarimashita ka? Hai. Ja tsugi ikimasu. Tiếp tục nha. Tiếp theo chúng ta có câu này. Hai. Câu này hơi dài nhỉ. Nhưng mà mình sẽ giải đáp nhá. Kono hanashi o kiite kare ga nan to yu ka wa yōi ni hun ga tsuku. Hai. Kono hanashi o kiite kare ai ai kare ga nan to yu ka wa 容易に容易皆さん容易は何ですか容易ぜざんぜざんそう簡単ですね簡単はいぜざんですはい容易にふんがつくはいこの言葉の意味は皆さん勉強しましたか Bạn quý tộc chọn 2 là tưởng tượng, Bảo Long chọn 2, Hàng Phạm chọn 2 là tưởng tượng. Tưởng tượng, hay, so desu, tưởng tượng, so desu ne. Hay. まあ難しくないですね。トントン。はい。OK, OK. こうない、こういげら、ザゼトントン。彼が何というかは、アインアイセノイジー。この話を聞いて、サウゲチュエない。にばい、か、こうない、こういげら、ザゼトントン。アインアイセノイジー。サウゲチュエない。お、いげら、にばいや。OK, テティトントン。チョンテンニャ。はい、とくら。想像。はい、そうですね。はい、皆さん正解ですね。想像です。はい。想像する。今、そも、そうそう、ティラ、こう中半に言うてない。そうそうに。ほげら、早く。ねんちょん、はいら、すん。はい。今、そば、そうしょう、ティラ、こう中半に言うてない。あ、にょんにょんにょん。そうしょう。皆さん、この言葉勉強しましたか？もう一回、トゥブナイチは。はい。トゥブナイ、サンテンビエラ、テンゴイチュン。テンゴイチュン。な。総称、ウィズラ、クワゾイ、ザウテイ、クワカン、クワオイ。な。コザ、コザニュークワ、ニューマ、テンゴイチュンクワノーラ、クダモノ。はい。ホワクワ、チャイカイですね。はい。総称。còn bên này sô dô là cái từ hơi khó có chữ hán như thế này sô dô hay
Mình nghĩ là sang tiếng Việt thì có nghĩa là hiệp lực cả. Hiệp lực. Hay từ hơi khó nhỉ. Chúng ta không sử dụng trong sinh sống nhiều. Hay. Số chung có nghĩa là trong tiếng Việt thì giải thích như thế nào? Hai nhân tố, hai yếu tố được kết hợp, kết nối thì có hiệu quả rất là to. Ok. Ý nghĩa là như vậy ạ. Tiếp tục nha. Ok, đây là bài số 3. Hay. 新しいサービスのふんはまだできていません。新しいサービスの何々ふんはまだできていません。はい。これね、この税にょ。本来購入場合、ほほい税持っていい？はい。二先生、サービスラジア。Dịch vụ ạ。Dịch vụ、はい。Dịch vụ mới。はい。まだできていませんら、chưa làm xong。chưa được làm。はい。てて、cái gì của dịch vụ mới là chưa được làm xong nhỉ? Hai. Bạn Trần Hiền chọn một quảng cáo. Quảng Ngọc cáo. Kiều chọn một. Mai Cua chọn một. Ồ. Long sản trong số 2 à? Báo cáo à? Quý sản trong số 2 nhưng mà bảo là quảng cáo. Ok ok. Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy là các bạn đang bị nhầm lẫn giữa số 1 và số 2. À thế à? Ok ok. Cô cô cứ hoặc là hô cô cứ nhỉ? Nhỏ. Số 2. Ồ, có một số người trong số 2 nhỉ? Số 3, số 4 thì là mình không thấy, không có ai cả. Hiện tại đáp án đúng nhé. Từ này có cách đọc là khô cố cự. Đó, có nghĩa là quảng cáo ạ, quảng cáo. Hai. Quảng cáo của dịch vụ mới chưa được làm xong. Hai. Khô cố cự ですね. 皆さんおめでとうございます. Hai. Khô cố cự. Có một số người trong số 2, hô cố cứ có nghĩa là báo cáo nhỉ, báo cáo. Hay. Ví dụ, 何か問題があったら上司に報告しなければなりません. Có nghĩa là có vấn đề gì đó thì phải báo cáo cho sếp cấp trên nhá. Hay. Còn số 3 và số 4, theo mình biết thì là trong ít ra là trong những từ vựng mà thông thường thì là mình nghĩ là không có từ nào mà đọc như thế này. Nên sai sai. Hai. Rồi, tiếp tục nhé. Ok. Bài số 4. Hai. Kyou no shiai no hun wa tsuyokatta. Kyou no shiai. Hai. Game desu ne. Kyou no shiai no hun wa tsuyokatta. Hai. Minasan, shiai wa nan desu ka? Shiai. Trận đấu ạ. Trận đấu. Hai, đúng rồi ạ. Trận đấu. Cái gì Ninh xin xe cũng biết. Trận đấu. Hay. Kiểu là hôm nay nhé. Hôm nay. Hay. Cái gì của trận đấu hôm nay là khá mạnh mẽ. À khá mạnh. Hay. Tsuyo katta. Tsuyo katta. Hay. Mạnh desu. Bạn Đoàn Thắm chọn 3. Ánh Nguyệt chọn 3 là đối phương. Ngọc Tường 3. Đối phương. Ồ. Ok ok. Đối thủ. Đối thủ hay là đối phương, so desu ne. Hai. Đối thủ và đối phương là onaji imi desu ka? À, onaji. Ok ok. Mọi người trong số 3 hết. Hai. Rồi. Ok, minasan chanto benkyou shite masu ne. Sensei wa ureshii desu. N-san, JLPT daijoubu desu ne. Hai. Hai, ok desu. Hai. Số 3 là dunya. Hai, aite. Hai. À, chỗ này nhiều khi đọc là so. Nhưng mà diễn từ này aite hoặc là có từ vựng khác là aisho. Aisho là có hợp nha không hay là không hợp. Hoặc là aizuchi. Aizuchi. Minasan benkyou shimashita ka? Aizuchi. Hai. Hai. Ni sensei, aizuchi tte nan desu ka? Là những cái từ màu đầu, ví dụ như là so desu ne. So ka ne. So desu ne. Toka. なるほど、チャーハン。アイズチーラー、キュウ、ワンホワニャパン、キュウ、ヌイ、テヒン、キュウ、スッ、ランゲー。で、で、トイダン、チュウイ、バン、ノイジー、で、で、ランゲー、トイダン、ランゲー、で、キュウ、チョンテンヴィッチ。チャクラ、ワンホワヴィッナム、ティー、ホンホワニャ。ヌイヤ、ティー、ザラ、ハイゾン、チョン、カイワー、ドン、ワン。あ、なるほど、そうですね。ヌイヤ、ザ、ハイラム、ニューテー。ドラ、アイズチーニャ、アイズチー。はい。ケ、テッテオ。ソナム、はい。事務所が新しいビルに移りました。
はい。事務所が新しいビルに移りました。はい、ない、こん、ほん、こにょ。うん。移りました、こげら。皆さん、勉強しましたか？移りました。はい。こげら。あの、テストコメント、そんなんにゃ。うん。事務所、これ、オフィスですね。会社のオフィス。はい。ワンフォン。ワンフォン、コンティ。はい。新しいビルに。ビル、何ですか？ビアじゃないですよ。ビアじゃないよ。ビルはトアニャー。はい。トアニャーですね。はい。ジーチュエン。ああ、オッケーオッケーオッケー。ジーチュエン。ソハエ、お、ソハヤ。なや。ソーボン。タムサンチョン、ソーボン。はい。オッケー。そうですね。4番です。はい。チュナイ。チュナイ、チュハンコは移りましたね。移りました。はい。こげら、チュエンさん。こないこげら、ワンフォンコンティダチュエンさんでん、ジチュエンでん、トアニャ、もい。もいぞい。はい。簡単ですね。チュナイ。チュナイって言ったサイニョ。だから、つきます。とい、はいら、でんぞい。つきます。ほんばいら、つりますだおにゃ。オッケー。こん、ソハイ。チュハンナイ。もう一個、こげ、チュハンナイ、ほんま。チュハンナイ、ほんま。はい。ご回答は、至りました。至りました。こげら、たっとい、でんのい。はい。たっとい、でんのい。あ、にょまとんら、ほんぱいら、ちゅうはんない。まら、ちゅうはんない。至りました。はい。このそば、だら、動きます。ちゅうえんどん。はい。ちゅうえんどんは、どうば、はいら、はいどんは、こんごい。あ今、ほんぱいら、動ります。じゃね、動きました。はい。さい。さい。OK。てねら、そぼんらとにゃ。はい。てぷてよ。そうさお。はい。ボーナスの金額。ボーナスの金額は、会社の業績で決まる。はい。ボーナスの金額は、会社の業績で決まる。こてほいこね。うん。もはいばはいらぼん。そうなうらどにょ。皆さん勉強しましたかこれは。はい。皆さん意味わかりますか金額。金額、お金ですね。これは総点。はい。総点。ボーナス。ボーナスは点灯。点灯。灯。はい。コンティークは、もう一度、セームライフストリーム、コー灯、ほんま。あ、コーティーフェ。バックエッタンチョン、ボン、キムチチョン、バー。バー、お、そばば、そぼん。にニューニャオニャ。ベンナオラドニャ。バンファッグウィンチョンバー。バー。オッケーや。お、コングイ、チョンソハヤ。オッケーオッケー。モングデウ、チャロハクニャオ。バンキムチチョンバー、タンティッチョンコンヴィアク。ああ、タンティッチョンコンヴィアク。ミンさん、ソバー、タンティッ。ロイ。皆さん、いいですね。OK、皆さん、答えは？はい、そう、3番です。はい、おめでとうございます。そうそうそう。3番ですね。はい。OK。業績こげら、タインティ。タインティ。そうですね。はい。会社らコンティ、決まるら、勢力決定。はい。やばい。か、こないこげら、あ、そてん、どん、せ、ふとくわお。ふとくわお、タインティ、金属インコはコンティ。こない、こんげな、にゅうばや。はい。オッケー。みん、注意、ちゅうないな。ちゅうない、こんげらずにょ。ちゅうない、こんげら、にゅう。にゅう。にゅう。はい。ちゅうんにゅう。らっにゅう。ちゃんはん。とんにゅう。とんにゅう。そうですね。卒業ですね。はい。にゅう。こん、ちゅうないって、こんげら、ひんざん。かたち。かたち。そう。かたちですね。はい。てねら、だうてん、ちゅんたくて、そわかなんこは、そうも、ば、そうはい。な。中内福利方面，你 ，OK， 空中内吧，中内你牛鸟，牛马科目是是特别啦，边内啦木花，木花呢，边内提啦木字，木米，
Bộ mịt, so. Sasuga ni sensei. Bộ mịt, ito desu ne. Hai. Theo mình biết thì là hai bên này có một sự khác biệt về ý nghĩa. Đó là khi mà chữ này có bộ hòa thì nó mang nghĩa là hiện tượng thiên nhiên hay là trạng thái của đồ vật. Ví dụ. Hiện tượng thiên nhiên thì là ví dụ là có từ vựng seki setsu này. Seki setsu. 皆さん分かりますか？積雪。雪が降ります。鉄材材。鉄材材ね。雪が降って雪が積もります。っていう類。はい。僕は、山積する。山積する。ちょんてんべって言うから、ちょんちゃ、ちょんちゃ、ニューヌイ。はい。ニューコア？ビズら、仕事が山積する。コンベクちょんちゃ、ニューヌイ。Người Việt Nam có nói như thế không? Ok. Nhiều quá và cảm thấy bị áp lực. Đó, đó là sang xe kỳ. Còn bên này, khi mà chỗ này có bộ mịt thì nó mang nghĩa là kiểu thành quả hay là kết quả. Kết quả do nỗ lực của người qua một thời gian dài. Ví dụ là thành tích cũng vậy. Còn là, xong là, ví dụ, xe xe kỳ. Gặp cô nó xe xe kỳ. Hoặc là cũng có cái từ như này. Là 鉱石 có nghĩa là tiếng Việt là công lao nè. Công lao hay là thành tựu hay chẳng hạn. Đó, thành quả do nỗ lực của người nhé. Hơi ý nghĩa khác nhau. Hay. Tiếp theo. Ok, bây giờ số 7. Hay. Hako no uchigawa wo mite kudasai. Mite kudasai. Hai nhìn thấy. Nhìn thấy xem. Hai. Uchigawa là bên trong. Hai, bên trong. Hako là cái hộp. Hai. Hãy nhìn thấy trong cái hộp này. Hai. Uchigawa bên trong. Phải có chữ hán gì nhỉ? Số 1, 2, 3 hay là 4? Minasan wakarimasu ka? Ok. Hai, minasan 4 番ですね. Hai. Hai, 正解はそうですね、4番ですね。これもまあ簡単ですね。はい。この漢字はもう本当に初級ですね。はい。はい。内側。この中内、こう書いておくら、裏。裏、こんにゃらずにょ。裏。皆さん分かりますか？裏、内、裏。ら、ダン、サウ。表、裏です。表、裏。ダン、直は、ダン、サウ。まあ、直は、まあ、サウは。はい。裏です。だからちょっとこれは違いますね。はい。違う。この中内。中内は、中内。ほいにゅうにゃうにゅうま。はい。弁内って言うのは、こう、ぼっとい。水ですね。ぼっとい。はい。きま中内、こう、ぼっといって、こげら、こう書いておくら、即、はい。即、はいら、測ります。測ります。こげら、どうだ。うん。どうだ。はいら、検査、かいじろうね。どうだ。そう。Còn bên này, đây là bộ nhân. Bộ nhân thì có nghĩa là phía hay là bên. Phía, bên. 違いますね. Hai. Mọi người chú ý nhé. Hai. Tiếp theo nhé. Ok. Số 8. Hai. これからクイズの正解を言います. Hai. これからクイズの正解を言います. 正解は正しい. まあ、ダパンドゥンですね.はい、皆さんクイズなんでしょうか？クイズ。行動。行動、そうです。行動。はい。李先生、行動好きですか？はい。好き？はい。はい。ベトナム人は行動好きかな？はい。日本人も好きですね。そうも、はいばはいらぼんよ。ああ。はい。ここないこんげら。OK、ベイゾミンバオ。だばんどんこは行動ないね。こんげらにわい。皆さん1番選んでますね。1番ですね。はい。まあこれ難しくないですね。はい。OK。はい、そうです。答えは1番です。はい、おめでとう。まあ簡単ですね。はい、正解。はい。会長内こげら、どん。正しい。会内こげら、在。在。在だ。だばん、どん。はい。この総配。トゥナイくん。あ、トゥナイ書いとくら、正当。正当。くん、こげら、だばん、どん。ほいにゅうにゃう。こん、そば。あ、そば。
これは違いますね. Vốn là không có cái từ như thế này, không có. Số 4 cũng vậy. Hai. Hai. OK. Tiếp theo nha. Kono taol de nureta te o shikkari kudasai. Kono taol, taol desu ne. Taol de nureta te o shikkari kudasai. Hai. Taol han. Hai. Khăn, nureta-te là donna-te desu ka? Nureta-te. Tay đang ướt ạ? Tay đang ướt, bị ướt, so desu ne. Tay đang ướt, shikkari làm kỹ. Hai. Khi mà mọi người có hai cái tay bị ướt và có khăn thì mọi người sẽ làm gì ạ? Lau. Lau, so desu ne. Lau desu. Hai. Lau kín, lau tay. Hai. Trong tiếng này thì nói như thế nào ạ? Haite, huite, furete hay là nadete nhỏ. Mọi người. Kim san so hai lau. Ok ok. Phong san so hai. Chan san. Chan san kana so hai. Bao long san mo so hai. So desu ne. Kotae wa 2 ban desu. Fuite lau. Hai. Lau lau kin megane o fukimasu. Hara chuui kana. Kore mo aru ne. Hai. Kocchi no hou ga teinei desu ne. Hai. Kanai nge risu hona. Ok. Cái táo lụa để 濡れ tay của mình, cẩn thận rửa tay. Hai, có nghĩa là bạn hãy lau tay bị ướt bằng khăn này nhé. Thầy giáo của Việt Nam có ổn không? Xin lỗi. Hai. Còn số một đây là hai tay là quét, yuka o hakimasu. Quét san, hoki để yuka o hakimasu. À, quét san bằng là chổi à, chổi. Hai. だからこれはちょっと違いますね。このそば、触れて、触れます。こげら、チャンバーの、ほいニューニャを触ります。ニューニャ、ニューマ、ニャンフン、ニューナイ、触れます。はい。持っていいと。このそぼん、こげら、撫でて、撫でます。こげら、スワダウ。はい。ルングイヨスワダウ。恋人に頭を撫でられます。じゃん。はい。に先生は恋人に頭を撫でられますか？撫でられない？あ、そう。わかりました。座らう。はい。てったよね。はい。だいら、バイコイ君民生財だっちょんほんないね。はい。寒いのに窓が、いますね。どうしたんでしょうか？はい。寒いのに窓が、いますね。どうしたんでしょうか？はい。寒い、ライン。はい。ライン、テーマ、窓。窓ら、こわそう。ライン、テーマ、こわそう。だん、どうしたんでしょうか？ら、こっちずいばい。こっちずいばい。はい。トゥブッナウ、ホテーバーをライニョン。トゥブッナウら、ホプリニャ。マッチャンヒンチョン、ハイ、クイッタン、ハイ、フンラン、ハイ、ガプノビタラ、バー。ノビタ君。Xuân Hiền Võ là 1. Cô Ba họ Đào là 3, Vương Hà 2, Ngọc Hít 3. Và các bạn phân vân khá là nhiều đáp án khác nhau đấy ạ. Thú vị. Mọi người trông khác nhau. Số nào là đúng nhỉ? Người ơi. Mình bây giờ mình hiện thị số đáp án đúng nhá. Là đúng là số 2. Hai. Ai tệ. Đang mở. Samui no ni mado ga aite imasu ne. Đấy, thế mà cửa sổ đang mở. Có chuyện gì vậy? Bị sao vậy? Hay, có nghĩa là như vậy. Còn từ này cũng có thể đọc là aite, nhưng mà chữ này thì có ý nghĩa khác là để không. Aite imasu. Để không. Hoặc là aite imasu có nghĩa là có trống. Hay. Quán này có trống không nhỉ? Kono mise aite imasu ka? Hay, chẳng hạn. Còn 3 ban, 閉めて, 閉めます, đóng cửa. Ok, bây giờ cảm thấy lại, và đóng cửa rồi, thì chắc chắn là không nói như vậy. Chắc chắn không nói, dou shitan desu ka? Nên là trong trường hợp này thì không hợp lý lắm. Hai. Haitte là vào. Lạnh thế mà, cửa sổ đang vào. Cũng hơi kỳ nhỉ, không hợp lý. Hai. Như vậy, đáp án đúng sẽ là số 2 nhé mọi người. Hai. 皆さん分かりましたか？はい、いいですか？はい。Tiếp tục là
có thông báo này. Hãy, sau đây là một phút dành cho quảng cáo. Cũng là một cái QK đúng không, để cho các bạn nghỉ ngơi giữa giờ một chút xíu này, và các bạn cũng có thể tham khảo thêm nếu như mình cũng đang có nguyện vọng, có mong muốn như thế này đúng không ạ. Thì dựa vào rất nhiều nguyện vọng của các bạn học viên thì Dũng Audi quyết định sẽ mở thêm một lớp rất là đặc biệt, đó là lớp luyện đề VIP 500. Ở đây thì thứ nhất chúng ta sẽ được học thực hành chiến lược làm bài thi này, phương pháp chọn đáp án chuẩn và mẹo làm từng kỹ năng một, luyện đề thực tế giúp các bạn tự tin hơn trước khi đi thi, và có một điều rất là quan trọng đó là giúp các bạn có thể tăng 20 đến 30 điểm trước khi đi thi thật nữa. Thời gian học sẽ là vào khung giờ từ 19 giờ đến 21 giờ các tối thứ 2, 4, 6 của Việt Nam mọi người nhá. Và lịch khai giảng sẽ là 10 tháng 6 nên các bạn nhanh chóng đăng ký nha. Học phí là chỉ có từ 1.090.000 đồng. Có một điều cực kỳ đặc biệt và cũng là quyền lợi của các bạn, đó là khi mà các bạn đã lựa chọn Dũng Audi thì không đỗ sẽ được học lại miễn phí. Yên tâm chưa? Bao uy tín luôn đúng không? Quà tặng ở đây thì các bạn sẽ được tặng một bộ ebook là tổng hợp kiến thức chữ Hán, từ vựng và ngữ pháp, giúp các bạn có thể tổng ôn lại toàn bộ kiến thức trước khi đi thi này. Cái thứ hai, một cái món quà cũng rất là to, siêu to khổng lồ luôn, đó là tặng kèm khóa luyện đề online trên app với trị giá đến 900.000 đồng. Các bạn thấy hời chưa ạ? Khóa online là 900.000 đồng rồi mà học phí chỉ từ 1.090.000 đồng thôi. Đúng không? Rất là rẻ. めっちゃ安いですね. Ok, rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Hãy, ikimashou. Arigato gozaimasu. Rồi, chúng ta sẽ đến tiếp với câu số 11 mọi người nhé. Hareteita soda kara naninani ame ga furi hajimeta. Hareteita soda kara ame ga furi hajimeta. 皆さん、コメントしてください。はい。待ってますよ。コメントしてくださいね。各番、中所なは、ヒエンさん、中所も。はい。中も。突然な。Bạn Phú Chính chọn 1 là đột nhiên. Đột nhiên, đột xuất. Xuân Hiền Võ chọn 1. Mọi người nhớ comment cả ý nghĩa nhé. Ví dụ 1 thì có nghĩa là gì? Sau đó là dịch cả câu nữa nhỉ? Thu Hiền chọn 1. Mai Cua chọn 1. Vương Hà chọn 1. 2. Số 1 đúng không? Ok, misemasu. Câu hỏi là 1番 です. 突然 có nghĩa là đột nhiên đúng không? Có rất là nhiều bạn đã comment ý nghĩa là đột nhiên. Ở đây thì câu này chúng ta có thể dịch là trời đang nắng đúng không? Soda. Soda là bầu trời đúng không? Harete có nghĩa là nắng này, thì bầu trời đang nắng sẽ 突然 đúng không? Có nghĩa là đột nhiên đúng không? Đột nhiên thế nào? Ame ga furu thì mọi người biết rồi, có nghĩa là trời mưa. Còn ở đây có một cái ngữ pháp rất là quan trọng, đặc biệt dễ nữa của N3, đó chính là động từ chúng ta bỏ đuôi mát sự này này, rồi cộng với hajimeru, hajimeta có nghĩa là bắt đầu làm gì đó. Vậy là trời đang nắng thì đột nhiên bắt đầu đổ cơn mưa. Wakarimasu ka? Đáp án là số 1. Trời đang nắng thì đột nhiên bắt đầu đổ mưa. Ok, cảm ơn Bảo Long Sàng. Trời đang quang, quang nắng đúng không? Đột nhiên mưa bắt đầu rơi. Cảm ơn Hằng Phạm, rất là tốt ạ. Các bạn nhớ dịch cả câu văn nhá, sẽ giúp là mình gọi là có cái phản xạ chuyển từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Hay. Đáp án số 2, jojo ni thì sẽ có nghĩa là dần dần, được chưa? Thể sự thay đổi dần dần này. Số 3, yukkuri, cái từ này thì là quá quen rồi đúng không? Yukkuri là từ từ, thong thả, chậm rãi. Yukkuri yasunde kudasai toka ne. Số 4, toto. Tu tu các bạn có biết nghĩa là gì không? Hãy, Bảo Long Sàng, bạn này có comment là cuối cùng thì, chính xác. Tuy nhiên có một lưu ý đó là tu tu thì thường đi với những cái tính chất hơi tiêu cực một chút ở phía sau. Gọi là cái kết quả phía sau đấy, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì đó, hơi xấu một chút xíu mọi người nhé. Đây là một điều lưu ý đặc biệt ạ. Hãy, ok, chúng ta sẽ đi tiếp sang câu số 12. Nani nani, seta wa kirei desu ga, chotto samui kamoshiremasen. Nani nani, seta wa kirei desu ga, chotto samui kamoshiremasen. Nan ban desu ka? Cả bốn đáp án thì đều là bốn tính từ đuôi y, đúng không? Bốn tính từ đuôi y với bốn cách đọc và bốn ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Vậy bây giờ yêu cầu chúng ta cần phải biết ý nghĩa của nó là gì để có thể cho lên trước từ seta để bổ nghĩa cho chủ ngữ đó. Hãy, minasan, nan ban desu ka? Thu Hiền sang chọn 2. Số 2. Mai Cua chọn 2. Vì ở đây là có chữ Hán nhá, nên mọi người chọn 2 thì mọi người sẽ đọc luôn. Ví dụ nó được đọc là gì, với ý nghĩa là gì mọi người nhá. Như Quỳnh chọn 3. Vương Hà chọn 2 là mỏng. Quyết Thắng chọn 2. Hay. À, 大きい seta wa kirei desu ka? Trần Hiền chọn 2. Kim Hoàn chọn 2. Hay, ok desu ne. Cô tài wa 2番 desu. Yeah. Chính xác, chữ này sẽ có cách đọc là 薄い.
Isne, ư suy. Nó sẽ có hai ý nghĩa tương đương như sau. Ý nghĩa thứ nhất sẽ là mỏng. Mỏng thì thường là dùng cho độ dày, đúng không? Ví dụ, ư suy xê tả là cái áo len mỏng, được chưa? Hay là tờ giấy mỏng, vân vân. Nghĩa nữa có nghĩa là nhạt. Nhạt. Ừ. Nhạt thì có thể nói về a dị, về hương vị này. Ngoài ra khi các bạn make up ạ, make up ư suy có nghĩa là một người make up rất là nhạt thôi, đúng không? Hay là mình đi in, mình đi photo giấy tờ ấy ạ, mà cái chữ của nó nhạt đến mức mà mình không thể đọc được cơ. Đấy thì sẽ là dị ga ư suy. Ok chưa? Đây mới là những cái mọi người cần học nhé. Chứ nếu ư suy hai chấm mỏng thì chưa đủ. Mà mọi người cần học là nó có nghĩa là gì, đi với trợ từ gì, hoặc ví dụ đi kèm là gì. Ok, rồi chúng ta sẽ cùng dịch câu trên nhé. Chủ ngữ sẽ là từ xê tả là áo len. Bây giờ nó có tính chất là ư suy, đúng không? Áo len mỏng thì khi đẹp thì đẹp. Nhưng mà, đúng không? Nhưng mà đổi lại thì sao nhỉ? Chốt tổ samui kamoshidemasen, có lẽ sẽ hơi lạnh, đúng không? Bởi vì mỏng thì không thể nào mà đủ ấm cho những mùa đông giá rét được, đúng không nào? Chiếc áo len mỏng đẹp nhưng có lẽ sẽ hơi lạnh một chút. Ok, các bạn dịch rất là tốt rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng đọc ba đáp án còn lại nhá. Từ số 1 sẽ được đọc là asai. So desu ne. Asai có nghĩa là nông. Nông cũng có hai trường hợp, nếu mà là nghĩa đen mọi người nhá, thì mình sẽ là nói về mực nước. Ví dụ, biển này rất là nông, được chưa? Umi ga asai. Còn một nghĩa nữa là nông trong nghĩa bóng, tức là thể hiện sự nông cạn, có thể đi được với những từ như là kiến thức, chishiki này, đi được với từ kinh nghiệm, keke này, hoặc là giấc ngủ, nemuri, được chưa? Sau đó chúng ta cộng với trợ từ là ga asai để thể hiện là kinh nghiệm non, rồi là kiến thức vẫn còn nông cạn chẳng hạn, đúng không? Là có cả nghĩa đen và nghĩa bóng, mọi người chú ý nhé. Chuishite kudasai. Còn từ số 3 thì là quá dễ rồi, đúng không? Không ai là không biết cả. Từ uki thể hiện sự to lớn, nói về kích thước, kích cỡ này. Còn từ số 4 sẽ được đọc là futoi. Futoi là béo, được chưa? Là béo, là mập. Béo. Ok. Rồi, các bạn đã comment ý nghĩa của ba đáp án còn lại rồi, đúng không? Arigatou gozaimasu. Tsugi, 13 ban. Kyoushitsu ni wa hito ga nani nani mattaku inakatta. Kyoushitsu ni wa hito ga mattaku inakatta. Một câu ví dụ khá là ngắn thôi, đúng không? Và thành phần trong câu cũng rất là rõ ràng. Và bây giờ chúng ta cần phải tìm một từ nào đó gần nghĩa nhất với từ mattaku. Trần Hiền sang chọn 2. Zenzen. Ừ. Các bạn khác nào? Đáp án số 1, ichi bằng amari. Nhi bằng zenzen. San bằng mada. Yon bằng mo. Ồ, các bạn đang chọn số 2, xin xin ạ. Ừ, các bạn chọn 2 là nhiều, đúng không? Bảo Long 2, hoàn toàn không. Bạn Huấn chọn 2. Kim Hoàn 2. Văn Phong 2. 2. Nhi bằng desu ne. Việt Lê 2. Thảo Lucky 2. Ok, cô tài quá. Nhi bằng desu. Zen zen. Chính xác thì cái chữ mặt ta cự chính là chữ toàn ấy mọi người. Toàn. Mặt ta cự, đúng không? Thì từ đồng nghĩa với nó sẽ là từ zen zen. Đi với thể phủ định, mọi người nhìn thấy chữ nakata chưa? Thể phủ định, đúng không? Là hoàn toàn không. Áp dụng lên câu trên thì mình sẽ dịch là trong phòng học này chẳng có ai hết, đúng không? Hoàn toàn không có lấy nổi một người, đúng không? Vậy là không có ai cả. Ok chưa nào? Ở lớp học hoàn toàn không có ai. Ok, rất tốt. Tiếp tục mọi người sẽ comment ý nghĩa của ba đáp án còn lại nhé. Ví dụ như amari. Amari cũng đi với thể phủ định. Ví dụ amari oishiku nai, đúng không? Không ngon lắm. Còn khi mà các bạn học cao lên tới N2, N1 thì amari cũng có thể đi được với thể khẳng định. Đấy. Còn từ mada. Mada là gì mọi người nhỉ? Có một lưu ý là mada có thể đi được với cả phủ định và cả khẳng định luôn. Imi wa nan desu ka? Benkyou shitan desu ne. Mada. Imi wa nan desu ka? Ừ. Mọi người nhớ comment đáp án nhé. Song hỉ 1 là không lắm. Ok. Thu Hiền 3 là chưa. Chính xác. Nếu mà chúng ta đi với thể phủ định ý, ví dụ mada gohan tabete imasen, đúng không? Tôi vẫn chưa ăn cơm. Nhưng nếu đi với thể khẳng định thì mình có những câu ví dụ như là mada tsukatte irun desu ga ano sono mama ni shite kudasai toka. Né? Thì mình sẽ hiểu là tôi vẫn còn đang sử dụng, cho nên cứ để im như thế, để nguyên như thế, được không ạ? Thường thì các bạn sẽ vô hình chung nó chỉ đi được với phủ định thôi, nhưng mà thực chất nó vẫn có thể đi được với khẳng định nữa, nên mọi người chú ý nhé, để vận dụng trong chính kai hoa hàng ngày của mình đấy. Còn mô thì hay đi với từ vê tạ, đúng không? Mô ano shukudai o yarimashita, đúng không ạ? Tôi đã làm bài tập rồi. Đấy. Đúng rồi. 先生も朝ごはん食べましたか? Hai, tabemashita. Watashi mada desu. Hontou desu ka? Onaka suite. Onaka suite.
ライブストリームの後でぜひ食べてみてください。はい。OK、次、構想14ね。この決まりについて皆さんはどう思いますか？この決まりについて皆さんはどう思いますか？はい、4 đáp án là 4 chữ Hán đúng không? Yêu cầu khó hơn một chút là chúng ta cần phải biết đọc và ý nghĩa thì mới có thể chọn được đáp án chính xác nhất của câu này. はい、皆さん、答えは何番ですか？ぜひコメントしてください。待ってますよ。そうなら、どうにょ、お、バンキムファンラソーボン。じゃあ、どうぞ。OK。こんげらずにょ。Đúng rồi, mọi người nhớ comment cả ý nghĩa của nó nữa nhé. À, bảo long sang quy tắc. Ừ, quy tắc hay. Quyết thắng chọn 4, Huấn sang chọn 4, Văn Phong 4, oh, bạn Vương Hà chọn 3. À, à kết quả. So desu ka. Mai Cua chọn 4, Trần Hiền chọn 4. Hay, vậy số đông đúng không? Chúng ta vẫn đang chọn phương án số 4. Chính xác là Kisoku. Hay, chữ Hán này có cách đọc là Kisoku. Cự là chữ quy và chữ tắc, đúng không? Tại sao đáp án này đúng? Thì chúng ta nhìn lên chữ kimari. Mọi người nhớ không? Lúc đấy mình đã từng gặp từ kimaru ở đấy. Thì đây là kimari, là danh từ. Thì nó sẽ có nghĩa là quyết định, là quy tắc, là quy định, đúng không? Nichite thì mình học rồi, chính là về cái danh từ, cái chủ đề đằng trước. Ok chưa? Minasan wa dou omoimasu ka? Được chưa ạ? Vậy là mọi người suy nghĩ như thế nào về cái quyết định này, cái quy định này? Discuss. Cho nên là đáp án chính xác sẽ là Kisoku. Ok, là quy tắc chính xác. Còn lại đáp án số 1 mình sẽ có cách đọc là Ryokin. Ryokin. Mọi người có biết nghĩa không nhỉ? Ryokin. Ừ, Ryokin là tiền phí đúng không? Phí chi trả nói chung này. Từ số 2 các bạn comment là kỹ thuật chính xác và nó được đọc là Gizutsu. Gizutsu là kỹ thuật, đúng rồi. Số 3 là kết quả rất tốt. Đọc là gì mọi người nhỉ? Kế cạ. Kế cạ là kết quả. Hay, tất cả những chữ Hán này mọi người đã được học trong trình độ N3 rồi đúng không? Ok. Hay, ikimashou. Câu số 15 nhé. Kono mondai wa sugaku ga nigatte na watashi. Nani nani muzukashii katta. Kono mondai wa sugaku ga nigatte na watashi. Nani nani muzukashii katta. 1番、え、2番、で、3番、2番、4番、より。皆さんの答えは何番ですか？もう、そんな、そうなら、どんにゃ。ちょっと、ちょんてんにゃ、こらんにゃ。そうですよね。bạn Xuân Hiền võ chọn 3、2番。Sau khi mà mọi người đã quyết định được đáp án là gì rồi, thì nhớ là ghi luôn ý nghĩa của câu ví dụ trên nhé. Vậy bây giờ mình thử áp dụng nếu ạ, thì các bạn dịch là gì chẳng hạn này. Đấy. Song Hỷ chọn 3, Trần Hiền chọn 3, Trương Văn Phong là 4, Phương Nhung là 3. Nếu ạ, ok. Ý nghĩa là gì mọi người ơi? Nếu bạn đứng một mình thì sẽ không có nghĩa đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta áp dụng lên cái câu ví dụ trên thì mọi người dịch cả câu là gì ạ? Lan Anh chọn 3, Bảo Long chọn 3, Bích Ngân là 3. Trên TikTok cũng có hai phe, số 3 và số 4. Ờ, vậy là mọi người phân vân giữa 3 và 4. Ồ, so desu ka. Chang chang, đáp án chính xác là 3, 3 bằng mọi người nhé. 3 bằng, như vậy. Chủ ngữ của câu này là kono mondai wa. Câu hỏi này, vấn đề này, bài tập này. Đúng không? Ok, tiếp theo, sugaku là môn gì nhỉ? Môn gì chúng ta đều phải học ở trường luôn. Sugaku là môn toán, được chưa? Môn toán học này. Nigatte, ni Gatte, ý nghĩa là shitte masu ka? Ừ, đúng rồi, có nghĩa là kém, là dở, là học dốt đấy mọi người. Đúng không? Watashi thì tất cả thành phần phía trước là bổ nghĩa cho nhân vật tôi, đúng không? Đối với tôi, watashi như vậy, một người mà học dở môn toán thì câu hỏi này là muzukashi katta, đúng không? Thì là quá khó rồi. Ừ, câu hỏi này khó đối với tôi, một người học yếu toán. Ừ, so desu ne. Bảo Long, bạn Bích Ngân, Quyết Thắng và Hằng Phạm đã comment ý nghĩa của câu rồi. Arigato gozaimasu. Vậy chốt lại phương án của chúng ta chính là số 3. Nhĩ bạn, được chưa? Đối với tôi. Còn ế, đây là một trợ từ mà các bạn được tiếp xúc từ đầu chương trình của Mi năm 1 rồi, đúng không? Là chỉ cái hướng của sự di chuyển. Hay, ế. Cái thứ hai là đệ cũng có hai ý nghĩa. Thứ nhất là đi được với những danh từ chỉ nơi trốn, chỉ địa điểm, mình sẽ dịch là ở tại. Còn nghĩa thứ hai là chỉ cách thức, phương tiện.
đúng không? Ví dụ như là basde hay là hashide vân vân thì chúng ta cũng đã đều được học ở trong N5 hết rồi. Từ yodi, yodi cũng sẽ có hai ý nghĩa nhé. Nếu mà ở sơ cấp thì các bạn sẽ nhớ với ý nghĩa là so sánh, đúng không? Yodi là hơn. Còn lên trình độ trung cấp, đặc biệt là các bạn sẽ gặp nhiều trong đọc hiểu ấy ạ, thì yodi mọi người sẽ nhớ một cách đơn giản, nó bằng với từ kada. Ví dụ như mình viết mail trong công việc này, hoặc là trong bản thông báo này, đúng không? Người ta có ghi chữ là kuji yodi thì mình sẽ hiểu là từ 9 giờ kuji kada to onaji desu yo. Ok chưa ạ? Hãy chúng ta đi tiếp nhá. Ikimashou. Câu số 16. Kono kusuri wa fukusayo ga tsuyoi nani nani chuui ga hitsuyo desu. Kono kusuri wa fukusayo ga tsuyoi nani nani chuui ga hitsuyo desu. Ở vị trí này chắc chắn là chúng ta cần phải nối hai câu lại với nhau, đúng không? Mà ở đây là nguyên nhân kết quả theo chiều thuận hay là theo chiều ngược. Đó. Hàng phạm là theo. Mọi người chọn đáp án 16 là gì nhỉ? 5 bằng desu ka? 1 bằng wa dakara, 2 bằng wa de, 3 bằng wa kute, 4 bằng wa dame. Ok, Trang Hiên san trong số 1. Hai. Việt san, số 4 à? Phong san số 1, Nhung san số 1, vì. Ừ. Dakara. Dame. Vậy là các bạn chọn một cũng khá là nhiều đúng không? Phân vân giữa số 1 và số 4. Nếu mà mang nghĩa là vì nhá thì thực ra thì với cả bốn đáp án này đều ok. Tuy nhiên nó sẽ sai ở cách kết hợp. Mọi người để ý ở đây, từ tsuyoi là một tính từ đuôi y, đúng không? Một tính từ đuôi y này mà giữ nguyên cái chữ y này thì mình chỉ có thể cộng được với một đáp án duy nhất làm cho nó phù hợp với cách kết hợp đó thôi. Bạn Quyết Thắng chọn 4. Như Quỳnh chọn 1. Đinh Yến chọn 1. Ok. Bài này thú vị nhỉ? Hai, chắc câu hỏi này khá là khó đúng không? Thật ra khó thì cũng không khó mà các bạn đang bị nhầm thôi, bị nhầm giữa cách kết hợp. Và bây giờ, đáp án của chúng ta là yom bằng là ta mẹ, mình ghép lên đây nhá. Với ta mẹ ở trình độ N4 này thì chúng ta đã học với nghĩa là vì, với nghĩa là để đúng không? Chỉ mục đích ạ. Đó, còn lên N3 lên trung cấp thì mình sẽ có nghĩa là vì chỉ nguyên nhân kết quả. Có hai chú ý. Thứ nhất, là chỉ những nguyên nhân mang tính chất khách quan và chúng ta sẽ sử dụng trong những văn phòng trang trọng, hội thoại lịch sự, đúng không? Văn phòng cứng. Cái chú ý thứ hai là vế trước từ ta mẹ là chỉ những cái nguyên nhân hơi tiêu cực một chút xíu, được chưa? Ví dụ do bão hoặc là vì trong trường hợp này fukusayo ga tsuyoi, đúng không? Đó là vì sao nhỉ? Vì tác dụng phụ của thuốc quá là mạnh, được không mọi người? Thuốc này có tác dụng phụ mạnh cho nên cần phải chú ý. Đáp án 1 là tính từ ghép với dakara không được, chính xác. Bạn Quyết Thắng đã có câu trả lời cho chúng ta là tại sao 1 lại sai đấy ạ. Dakara cũng có nghĩa là vì, nhưng nếu chúng ta muốn kết hợp với tính từ đuôi y thì sẽ có hai cách. Một là cộng trực tiếp với từ kada, tức là tsuyoi kada. Cách thứ hai lịch sự hơn thì mình sẽ nói là tsuyoi desu kada, được không mọi người? Còn đà cà đà thì sẽ không thể kết hợp trực tiếp với y như thế này. Thay vào đó, nếu mà về trước mình kết thúc rồi bằng một dấu chấm, đúng không? Sau đó mình đà cà đà phẩy và nói với hai thì cái này thì lại được, thì lại ok, được chưa ạ? Còn từ đệ, đệ thì sẽ theo sau gì nhỉ? Danh từ này hoặc là tính từ đuôi na, được chưa? Cũng chỉ nguyên nhân kết quả một cách khách quan. Ví dụ như là bão, về các hiện tượng tự nhiên thời tiết ý ạ. Bão, sóng thần hay là mưa tuyết, vân vân. Đó, cũng chỉ nguyên nhân. Còn từ số 3 về cư tệ. Cư tệ thì là phải bỏ y, đúng không? Ví dụ như là bỏ y thêm cư tệ sẽ là tsuyo cư tệ thì hoàn toàn ok. Được chưa? Nhưng mình không thể giữ y rồi là cộng với cư tệ thì sẽ bị thừa, bị sai. Đây là câu số 16 rồi, vậy là chúng ta sẽ còn 4 câu nữa mọi người nhá. Ok, vậy là chúng ta đã giải quyết xong câu số 16 rồi này. Tiếp tục sang câu số 17. Konnani nedan ga takai mono wa nani nani. Konnani nedan ga takai mono wa nani nani. Rồi mọi người tiếp tục câu số 17 nào. Mình sẽ có chủ ngữ nani 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 wa, đúng không? Bây giờ chọn số nào. 1, 2, 3, 4. Năm bằng desu ka? Về đây chọn 4. Các bạn khác nào? Quyết Thắng chọn 4, 2. Bạn Kiều chọn 4 này, Lisa Phạm chọn 4, Mai Quân chọn 4, khó có thể bán. Đúng rồi, sau khi mà các bạn đã quyết định chọn số 4 rồi thì mọi người comment ý nghĩa là gì? Đó, đẩy cái ví dụ này lên câu trên đúng không? Thì mình sẽ dịch là gì? Cái này đắt thế có vẻ không bán được hết. 2. Lão Tử chọn 4. Đáp án chính xác của câu 17 là 4, 2. Chữ này đọc là gì nhỉ? Bán đúng không? Ưa được
thái từ lên xô đi lại, chúng ta sẽ có ngữ pháp như sau này. Động từ bỏ mát sự mọi người nhé. Động từ bỏ mát sự và thường nó còn được chia sang thể khả năng nữa. Sau đó cộng với từ xô đi lại hoặc xô mô lại. Hay xô mô lại sẽ nhấn mạnh hơn một chút với ý nghĩa là khó có thể, đúng không? Diễn tả cái khả năng, cái tính khả thi là rất rất thấp, được chưa? Khó có thể hoặc không thể nào mà xảy ra cái chuyện đó, được chưa? Thì bây giờ mình áp dụng lên câu trên, đó là với những món đồ, đúng không, mà có giá đắt như thế này nên đang là giá cả đấy, đắt như thế này thì khó có thể bán hết được, hợp lý chưa mọi người? Nhờ đáp án là số 4. Ok, còn lại ví dụ như số 1 nhá, yêu cự cứ đê được yêu, đây là một câu khẳng định là bán rất là chạy đấy, đúng nào, nó sẽ bị sai về mặt ý nghĩa này. Từ số 2, gen vự cứ đê được mi tay. Mi tai cũng là một ngữ pháp rất là quan trọng của đường 3. Mình sẽ dịch là hình như, đúng không? Hình như là có thể bán chạy hoặc là bán hết toàn bộ, bán hết tất cả. Cũng không được, đúng không? Số 3 là ư đi kíp tặng. Kíp tặng nhắc khá là nhiều rồi trong những buổi live lần trước, đúng không? Mình có hình thức là động từ bỏ mát sự cộng với kíp tặng là làm gì đó hết, đúng không? Rồi chúng ta đi tiếp nha, câu số 18 này. Mai san ga nani nani e wa totemo subarashikatta. Mai san ga nani nani e wa totemo subarashikatta. Ở đây thì cả bốn câu đều có một động từ rất là đặc biệt, đúng không? Nó sẽ được đọc là e ga cự mọi người ạ. E ga cự. Thì bây giờ chúng ta học cái này rồi, đúng không? Ngay câu số 11 sẽ đã nói rồi, đó là e ga ki hajime ru, bắt đầu, đúng không? Bắt đầu gì? Bắt đầu vẽ mọi người nhá. E ga cự là vẽ này. Tiếp theo bạn Quyết Thắng chọn 3. Đoàn Thắng chọn 3. Edaki Agita 2. Mai Cua chọn 1. Hajime được. Mọi người phải bằng làm khá là nhiều rồi, đúng không? Chúng ta tranh thủ chữa nhanh nhá. 18 rồi, chỉ còn 19 và 20 nữa thôi là mình sẽ hoàn thành KPI của ngày hôm nay. Có số 3 và số 1, đúng không? Cô ta là san bằng thế xíu. San bằng rồi sẽ dễ giải thích nhá. Ở đây có thể gọi là một động từ ghép, bởi vì chúng ta sẽ lấy động từ với mát sự, tức là dekakimasu, đúng không? Bỏ mát sự đi, cộng với ageru, ageta, thể hiện là mình hoàn thành, mình làm xong động từ nào đó. Áp lên câu trên, mình sẽ có là bức tranh, đúng không? E là bức tranh. E. Bức tranh mà bạn Mai đã vẽ xong, đúng không? Thì thực sự rất là subarashikata, rất là gì nhỉ? Tuyệt vời, rất là đẹp, đúng không mọi người? Đây là một câu quá khứ. Đó. Còn lại các đoạn khác 1, 2 và 3 đều là chuyện của tương lai, cho nên chúng ta loại được ngay. Số 1 nói rồi, đúng không, là bắt đầu này, tức là mới bắt đầu thôi thì cũng chưa xong, nên mình cũng không biết là đẹp hay xấu. Và từ số 2, từ sumori là thể hiện cái dự định, cái kế hoạch của mình sẽ làm gì trong tương lai, cho nên cũng chưa có kết quả để biết là subarashikata. Số 4 cũng vậy nhá, ở đây có chữ cô, tức là của thể ý chí, đúng không, cộng với từ ốp sư lự có hai ý nghĩa. Một là thể hiện sự cố gắng, hai thể hiện ý định, cho nên nó cũng là tương lai, không thể đi với đuôi quá khứ như thế này được. Ideska. Ok, chúng ta đi tiếp này. Hai câu cuối cùng là hai câu khó nhất bài ngày hôm nay là hái sao, đúng không? Hái sao trên trời thì công nhận rất là khó, nhưng mà hái sao đến GPT thì chắc là cũng không khó lắm, đúng không mọi người? Nếu mà chúng ta biết cách, chúng ta có mẹo làm bài. Rồi, bây giờ mình sẽ tập trung vào làm câu số 19 nhé. Musuko wa soccer club no renshu ga kitsui to nani-nani suki da kara da to omou. Các bạn biết mẹo ở đây là gì không? Tức là chúng ta sẽ căn cứ vào vế đằng trước và vế đằng sau, đúng không? Để ít nhất mình cũng sẽ loại trừ được 50-50, vị trí này chọn gì, vị trí này chọn gì, đúng không ạ? Sau đó mình sẽ căn cứ tiếp về mặt ý nghĩa hoặc là về mặt cách kết hợp. Rồi, chúng ta sẽ vừa làm vừa chữa nhé. Chẳng hạn ở đây có cái dễ nhất là từ suki. Suki mọi người đều biết rồi, đúng không? Chính là từ thích. Thích thì đằng trước của nó sẽ là danh từ ga suki. Vậy nhìn hình thức ở đây, mọi người thấy chữ ga ở đâu nhỉ? Danh từ ga suki có phải là saka không? Danh từ ga đây rồi, vậy chắc chắn số 2 sẽ nằm ở đây. Ideska, nhìn bạn. Còn lại 1, 3 và 4 thì chúng ta sẽ đặt vị trí tiếp theo là gì? Bạn Bích Ngọc có bình luận là 1, 4, 3, 2. Bạn huân ngô hay quấn ngô, đúng không? 2 là ngôi sao là sai rồi, đúng không? Bởi vì chúng ta đang xác định 2 là một vị trí cuối cùng. Cần thắm là 1, 4, 3, 2, 2. Mọi người cũng nhanh chóng comment nhé. Trên xin có bị che lớp không nhỉ? Bạn Tuyết Thi là 4, 1, 3, 2 ạ. 4, 1, 3, 2. Ờ, vậy mọi người phân vân 4 hay 1 trước ạ? 3, 4, 1, 2 cũng có. 3, 3, 4, 1, 2 ạ. 1, 4, 3, 2. Ok.
Hãy Nishimasu ta đấy bác. 1, 4, 3, 2. Vậy ngôi sao sẽ nằm ở vị trí số 3. Ok chưa? 1 sẽ là yoku itte để là. Được chưa? Bây giờ chúng ta có từ tốt này. Tốt đi với từ yêu là nói rằng, đúng không? Tôi thì đã nói với con trai của tôi rằng là sao nhỉ? Luyện tập trong câu lạc bộ bóng đá. Lắp đây mọi người, câu lạc bộ đúng không? Luyện tập trong câu lạc bộ bóng đá thì kỳ chơi rất là vất vả, rất là khắc nghiệt đấy. Thế nhưng mà, đúng không? Có các gà đúng không? Nhưng mà thế nào? Số 4. Số đây tiếp một, nhau nghe dữ nhị, đúng không? Dù là như vậy thì nó cũng không từ bỏ, cũng không bỏ cuộc. Từ dữ nhị, bạn nào được 3 thì không ai là không biết, đúng không? Sẽ làm mới nai đấy, yếu đi nai đấy. Tức là bạn đấy không bỏ cuộc, đúng không? Mà chứ dư kiên tê y đường đồ bạn mà vẫn tiếp tục, được chưa? Thì chắc hẳn là yappari saka ga suki dakara, chắc hẳn là con trai tôi rất là thích bóng đá đây mà, đúng không? Rồi đến câu cuối cùng luôn nhá, câu số 20. Ai nani nani to nodo ga itaku naru node yameta hoga ii desu yo. Nani nani to nodo ga itaku naru node yameta hoga ii desu yo. Câu này nhìn thoáng hơn đúng không? 1番 エアコン 2番 つけた 3番 ママ 4番 寝る. Mọi người tiếp tục bình luận sang câu số 20 nhé. Câu cuối cùng dưới đẹp, cố lên. Cái này thì phía trước không có gì đúng không? Nên chúng ta sẽ căn cứ vào cái chữ tốt ở đây. Tốt thì có thể đi được với thể thông thường đúng không? Ở đây mình có tạ cũng ok mà được cũng ok. Nhưng không thể nào là 1 hoặc là 3 nên mình sẽ loại ở đây này. Còn trên TikTok các bạn nhanh nhỉ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ờ, theo đúng trình tự luôn à. 1, 2, 3, 4. Dương sang, chân sang cũng 1, 2, 3, 4. Bích Ngọc này, Đoàn Thắng này, Quyết Thắng này, 1, 2, 3, 4. Bạn Mai Cua là 4, 3, 1, 2. Quấn Ngô và Quyết Thắng đều 1, 2, 3, 4. Hay, vậy không để các bạn chừng lâu nữa. Đợi lâu nữa chúng ta sẽ đến với đáp án. Ở đây mình có là 1, 2, 3, 4. Rất là tốt đúng không? Em cuông ốc kia tả mà mà nên được tốt. Cái này thì mọi người quen rồi đúng không? Đó là từ vê tạ cộng với mama là để nguyên như thế, làm nguyên như thế đúng không? Eoko tsuke tạ chắc chắn là phải đi với nhau luôn. Đó là từ bật điều hòa đúng không ạ? Nếu mà bật điều hòa mà nên được đúng không? Bật điều hòa mà ngủ như thế thì sẽ bị đau họng đúng không? Nô đồ bạn itaku naru sẽ bị đau họng, cho nên là yameta hoga ii đúng không? Phải từ bỏ ngay đi, bỏ cái thói quen xấu ấy đi đúng không? Không nên làm như vậy đâu. Câu này khá là dễ đúng không? Mình sẽ có 1, 2, 3, 4 là chính tự đúng. Vì vậy ngôi sao sẽ nằm ở vị trí số 3. Wow, vậy hôm nay chúng ta đã hái được 2 ngôi sao, hy vọng rồi nhá. Từ sau mình sẽ tiếp tục hái sao. Hãy, いいですか? Hãy, 最後ですね. Hãy, 皆さん頑張りましたね. お疲れ様です. Hãy, ở đây thì có một câu danh ngôn, chúng ta sẽ thử xem cái câu này có ý nghĩa là gì, đúng không? Vừa là dịch tiếng Nhật này mà cũng là cái động lực của cái chút lời gửi gắm của chúng mình tới với các bạn. Hãy 失敗は周り道行き止まりの道ではありません. Mọi người thử comment xem mọi người sẽ dịch cái câu này ra tiếng Việt là gì nhá. Nhá. 失敗là gì nhỉ? 失敗là gì mọi người ạ? 失敗. Thất bại. Thất bại. So. 周り道はちょっと遠い道です。でもほいさもっていい。はい、いいさっていう。どうも。行き止まりは？ごめん先生、これ行き止まり。ごめんなさい。これ行き止まりです。そうですね、ごめんなさい、行き止まりです。行き止まり。はい。行き止まり、ベトナム語は何ですか先生？これだ。ずんない。ずんない。そうそう、もう行けませんね。うん、はい。こげら、たばい。Thất bại không phải là đường dừng lại. Thất bại là con đường vòng, không phải là con đường hụt. Đường vòng thì là mawari michi đúng không? Chúng ta phải đi vòng vèo một chút xíu. Còn ikidomari no michi, đường gì nhỉ? Đường mà mình cần phải dừng lại luôn, chính là đường cùng, đúng không? Thì câu này có ý nghĩa là chắc chắn con người chúng ta đúng không? Ai cũng sẽ gặp ít nhiều thất bại, nhưng nó không phải là điểm dừng đúng không? Nó không phải là con đường cùng, là sự bế tắc, là sự kết thúc, mà nó chỉ là con đường xa hơn một chút xíu để chúng ta tiến tới thành công, tiến tới mục đích của mình thôi. Vì vậy, trong chúng ta với những người học tiếng Nhật và sắp tới với các bạn thi GPT cũng vậy, đúng không? Chúng ta cần phải cố gắng, đúng không ạ? Cần phải nỗ lực, cần phải trau dồi kiến thức mỗi ngày. Để cho để chúng ta có thể tự tin hơn, có thể là thi đỗ kỳ thi sắp tới. Đi hay dừng?
À, cảm ơn luôn bảo rằng Ikidomari là cách đọc chính xác nhất của chữ Hán này nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều vì đã tham gia livestream ngày hôm nay của chúng mình với phần chữ Hán từ vựng và ngữ pháp của N3. Các bạn nhớ lưu lại lịch của ngày mai nhé, tất cả các khung giờ buổi sáng từ thứ hai tới thứ sáu 10 giờ đến 11 giờ của Việt Nam thì các bạn nhớ vào xem livestream của Zoom đi để kịp thời tổng hợp, ôn tập, luyện tập thật là nhiều kiến thức trước khi đi thi thật nhé. Hãy đi nào, お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また明日、バイバイね。じゃあね。